Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng Bí thư, tiến bộ là phải hướng tới miễn học phí, nuôi ăn học sinh. Trong phiên thảo luận tổ sáng 9 tháng 11 về dự thảo luật nhà giáo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vị trí và ý nghĩa chiến lược của giáo dục và đào tạo. Trong đó, đào tạo giáo viên là trọng tâm. Có một ý rất hay đo là nhấn mạnh việc giải quyết chính sách rất quan trọng trong dự thảo luật nhà giáo. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng tiến bộ trong giáo dục phải tiến tới miễn học phí và nuôi ăn học sinh. Tổng Bí thư nói, muốn đào tạo, giáo dục phát triển được, đầu tiên phải có thầy, có trường. Với định hướng chung của Đảng, tôi thấy phải quán triệt sâu sắc chiến lược, vị trí người thầy. Nhưng đã nói đến thầy, phải nói đến trò. Với quan điểm tiếp cận này, Tổng Bí thư cho rằng dự thảo luật cần làm rõ và giải quyết được mối quan hệ tương quan giữa thầy và trò. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của giải quyết chính sách, Tổng Bí thư cho rằng định hướng phổ cập giáo dục rồi thì phải tiến dần lên, theo hướng các cháu đến tuổi đi học phải được đến trường. Nếu tiến lên nữa thì nhà nước phải nuôi, tiến tới miễn học phí, nuôi ăn các cháu ở tuổi đi học. Tiến bộ là phải ở mức độ như vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Nhắc lại việc phải giải quyết tốt mối quan hệ tương quan thầy, trò, Tổng Bí thư đặt vấn đề ở mỗi phường, xã hay mỗi huyện, hàng năm có bao nhiêu cháu trong độ tuổi đến trường đều được cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư. Như vậy tức là có trò rồi, phải chủ động có thầy, vì thiếu thầy các cháu đi học thế nào. Tổng Bí thư cho rằng phải giải quyết câu chuyện thiếu thầy, rồi thiếu cả quy hoạch trường học. Câu chuyện thiếu giáo viên, không có biên chế, theo Tổng Bí thư là câu chuyện đang rất thời sự và các chính sách phải bao quát được thực tế này. Vấn đề khác được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là xu thế hội nhập của đất nước. Vậy nhà giáo hội nhập thế nào? Không nói đến chuyện đó thì rất khó khăn, Tổng Bí thư nêu quan điểm. Ông nhấn mạnh chủ trương phổ cập tiếng Anh trong giáo dục và cho rằng điều này phải được thể hiện rõ hơn vì thầy có tiếng Anh thì trò mới phổ cập được tiếng Anh. Những cái này cần phải có chính sách cụ thể để thực hiện chính sách của nhà nước. Nếu không có thầy tiếng Anh, làm sao có trò tiếng Anh được? Thầy toán, văn cũng phải có tiếng Anh chứ không chỉ thầy ngoại ngữ. Phải tiếp cận, hội nhập đến như thế, Tổng Bí thư nhắc lại đã phổ cập và coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai thì phải có chính sách, yêu cầu phát triển cụ thể. Về chính sách học tập suốt đời, Tổng Bí thư cho rằng nếu quy định thầy đến tuổi nghỉ hưu không được giảng dạy nữa sẽ rất khó khăn, không huy động được nguồn lực. Bởi một giáo sư trong ngành giáo dục, dù lớn tuổi nhưng càng có uy tín và nhiều kinh nghiệm, cần khuyến khích tham gia công tác giáo dục, giảng dạy. Đặc biệt, với nhà giáo ở những môi trường đặc thù như trại giam, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, theo Tổng Bí thư, phải có chính sách cụ thể. Tổng Bí thư kỳ vọng khi luật nhà giáo ra đời phải thực sự tạo điều kiện cho những người làm giáo dục. Để ngành giáo dục quản lý tuyển dụng, tránh nơi thừa, nơi thiếu. Cũng góp ý về dự thảo luật nhà giáo, đại biểu Thái Văn Thành, Nghệ An quan tâm đến việc giao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo. Theo ông, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, từ tuyển dụng, đánh giá đến đào tạo nguồn nhân lực. Vị đại biểu cho rằng cơ quan quản lý giáo dục khi được chủ trì tuyển dụng, quản lý biên chế cũng có thể chủ động trong điều động, luân chuyển, bị phái nhân lực, hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các địa phương. Thực tế, ông Thành cho biết đang có tình trạng huyện này thừa rất nhiều giáo viên nhưng không thể điều sang những huyện thiếu bởi ngành không được giao thẩm quyền về quản lý biên chế. Lâu nay chúng ta nói đội ngũ nhà giáo thiếu khoảng 120.000 người, trong đó 72.000 người chưa tuyển dụng được. Nguyên nhân chậm tuyển dụng là do nhiều tầng lớp, như qua phòng nội vụ rồi quay ngược lại phòng giáo dục, rồi lại quay trở về phòng nội vụ. 3, 4 vòng làm chậm tuyển dụng, dẫn đến khai giảng năm học mới rồi nhưng giáo viên vẫn chưa có, ông Thành phản ánh bất cập. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội loạt chính sách mới của nhà giáo. Sáng 9 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình dự luật nhà giáo. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ so với quy định hiện hành tại các luật liên quan, dự luật nhà giáo có một số điểm mới. Cụ thể như giao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển, tổng biên chế đội ngũ nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định. Cùng với đó, điều phối biên chế nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao. Các cơ quan quản lý giáo dục hoặc cơ sở giáo dục chủ trì trong tuyển dụng nhà giáo. Một chính sách đáng chú ý khác, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên.
trong đó lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật. Nhà giáo tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương theo nghị quyết 27. Nhà giáo cấp học mầm non, nhà giáo công tác ở nơi đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà giáo trường chuyên biệt khác. Nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập, nhà giáo là người dân tộc thiểu số và nhà giáo ở một số ngành nghề đặc thù được ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với các nhà giáo khác. Nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay tuổi nghỉ hưu của nhà giáo có quy định riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp. Theo đó, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong các ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Nhà nước cũng có chính sách thu hút người có trình độ cao, người có tài năng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có năng khiếu đặc biệt tham gia tuyển dụng làm nhà giáo. Thẩm tra nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, Ủy ban nhất trí với quy định trong dự luật. Đồng thời cho rằng đây là nội dung quan trọng, cần thiết để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, nhất là kết luận 91 của Bộ Chính trị và nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Tán thành các chính sách ưu tiên, hỗ trợ, thu hút nhà giáo như quy định tại dự thảo luật. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị nghiên cứu, thực hiện đúng tinh thần nghị quyết của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, cân nhắc việc quy định chính sách tiền lương đối với nhà giáo ở khu vực ngoài công lập. Không quy định lại chính sách thuê nhà công vụ đã được quy định trong luật nhà ở, đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm khả thi, nhất là về nguồn lực thực hiện đối với chính sách bảo đảm chỗ ở tập thể cho nhà giáo khi đến công tác tại vùng nông thôn. Về chế độ nghỉ hưu của nhà giáo, Ủy ban nhất trí quy định nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, không quá 5 tuổi, do với quy định của Bộ Luật Lao động và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động kỹ về nguồn lực bảo đảm thực hiện chính sách này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.